toàn cảnh trời đất quang nha các bạn. Alo, chưa, tao tính chạy xuống là đưa luôn á, mà đâu tiêu rồi? Rồi, mày về chị xong chưa? Vậy tao tính là tao đợi mày từ ngã ba Hồng Nghĩa ra đó về luôn. Tao đang đứng ngoài ngã ba Hồng Nghĩa nè. Tao đang đứng vừa trái hả? Tao đang đứng trước chợ Đức Hòa. Ừ. Ừ. Trời ơi.